Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa lỗi trên phần mềm kế toán Excel của tôi cho cả phiên bản Free và bản Pro. Bình thường ấy, rất nhiều các bạn hay gặp phải những cái lỗi này trong quá trình làm phần mềm và các bạn có inbox về. Thì hiện tại hôm nay tôi sẽ làm một cái video này để hướng dẫn chung cho tất cả các trường hợp khi nào thì các bạn sẽ cần sửa lỗi như tôi hướng dẫn. Nếu trong quá trình nhập liệu nhiều các bạn là nhập sai và các bạn sẽ xóa dòng ở bên phần nhập liệu này đi. Đó, ví dụ là các bạn nhập xong các bạn phát hiện là sai thừa hay là như nào đó, hay là thiếu, các bạn insert thêm dòng để các bạn nhập liệu chèn vào. Đó. Thì tất cả những cái hành động của các bạn, tất cả những cái thao tác như thế vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cái số liệu ở trên sổ sách liên quan nhá. Các bạn không được tự ý insert thêm dòng hay là xóa dòng trong quá trình nhập liệu. Mà những cái vấn đề này thì tôi đã hướng dẫn các bạn xử lý trong video bài học kế toán qua video cùng plan rồi. Thế và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mà lỡ có xóa dòng rồi hay insert thêm dòng thì các bạn sẽ xử lý như thế nào. Bởi vì khi các bạn xóa dòng hay thêm dòng thì các bạn quay sang phần menu, các bạn vào các cái sổ, tôi ví dụ như là sổ quỹ, thì nó sẽ có cái báo lỗi là REF như thế này nhé. Nó sẽ báo lỗi như thế này, không phải mỗi sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng cũng vậy. Hoặc là đi đến các cái sổ in ấn cuối kỳ, các bạn in ấn sổ sách, các bạn in ấn thì nó cũng bị báo lỗi như thế này. Đó, thế thì cái cách xử lý của các bạn là sao? Bây giờ đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý ở sổ quỹ tiền mặt trước nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ vào sổ quỹ tiền mặt, sau đó thao tác của các bạn sẽ là tại cột xử lý này, các bạn click chuột vào, chọn bỏ lọc đi. Sau đó các bạn sẽ bôi hết tất cả các cột ở dòng đầu tiên, và các bạn khi nào xuất hiện chữ dấu thập này thì các bạn sẽ giữ chuột và kéo lại công thức, các bạn sẽ reset lại toàn bộ công thức ở trong các cái sổ nhé. Các bạn kéo lại công thức này, bạn nhìn thấy chưa, sau khi các bạn kéo lại công thức ở các cột, các dòng thì nó sẽ tự động chạy lại tham chiếu lại số liệu và nó sẽ không bị lỗi nữa. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Ok rồi. Tiếp theo này, tương tự các bạn đi đến cái sổ tiền gửi ngân hàng, các bạn cũng thao tác y hệt như vậy nhé. Bôi đen tất cả các cột dòng đầu tiên và giữ chuột kéo công thức xuống. Xong, thả chuột ra. Hết bị lỗi, thấy chưa? Đó, đây là bản Pro nên là nó sẽ tự động lọc khi các bạn chọn điều kiện. Chứ còn các bạn đang sử dụng bản Free là vào mỗi một lần vào sổ này các bạn phải bỏ tích ở cái nút đăng này đi thì nó mới lọc lại các dữ liệu phát sinh nhé. Tiếp theo này, đến phần in sổ sách, các bạn sẽ nhìn nhé, tất cả các cái tài khoản nào liên quan, tất cả các cái sổ nào liên quan mà bị lỗi công thức thì các bạn cũng làm y hệt như vậy thôi. Đây là do là các bạn xóa thêm dòng nên là nó bị mất công thức ở cái dòng các bạn xóa nên nó sẽ báo lỗi như thế này. Thế thì bây giờ mình kéo lại công thức thì nó sẽ đặt lại công thức và nó sẽ không bị lỗi nữa. Sổ chi tiết các bạn phải nhớ là các bạn bỏ lọc đi trước nhé, bỏ lọc đi để kéo dòng đầu tiên đó, được chưa? Sổ nhật ký chung, lỗi hết luôn, tất cả các sổ sách đều bị lỗi hết. Các bạn bỏ lọc, bạn kéo chuột, hoặc là các bạn click đút chuột vào cái dấu thập này, không phải kéo nữa mà click đút chuột đó thì nó sẽ tự động bôi hết công thức xuống cái dòng cuối cùng. Các bạn nhìn thấy chưa, nó sẽ tự động bôi hết công thức xuống cái dòng cuối cùng này. Đó, chúng ta không phải lật tung kéo nữa. Đây, sổ công nợ phải thu. Đấy, tương tự cho tất cả các cái sổ tiếp theo. Các bạn nếu mà trong quá trình các bạn làm mà thấy nhỡ mà có lỡ tay xóa đi rồi mà bị lỗi công thức như vậy thì các bạn sẽ xử lý các cái sổ liên quan như tôi vừa hướng dẫn. Video hướng dẫn của tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc.
Trong quá trình làm việc, nếu bạn nào mà chưa hiểu về cách sử dụng phần mềm tiếp theo, các bạn có thể click chuột vào phía YouTube này. Nó hiển thị lên kênh YouTube của Kế Toán Mộc Lan để các bạn vào đó xem các video bài giảng hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Excel phiên bản miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.